Ngày 14 tháng 5 năm 2023 nhằm ngày 25 tháng 3 năm Quý Mão, chùa Hoàng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh và Hội chữ thập đỏ xã Tân Hiệp đã tổ chức buổi hiến máu nhân đạo tại chùa. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa và được nhiều người cùng hưởng ứng, thể hiện sự sẻ chia đầy tính nhân văn ấm áp tình người với những hoàn cảnh kém may mắn tham gia hiến máu mỗi người được thăm khám và tư vấn đảm bảo sức khỏe huyết áp cân nặng người hiến sẽ được nhận các phần quà và giấy chứng nhận của ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo ngoài giá trị về mặt tôn vinh giấy chứng nhận còn có giá trị bồi hoàn máu tại cơ sở bệnh viện y tế trong đợt hiến máu này, đội ngũ y bác sĩ đã thu được hơn 120 đơn vị máu. Sau khi xử lý tại trung tâm, các đơn vị máu sẽ được chuyển đến các bệnh viện và trung tâm y tế để hỗ trợ cho những bệnh nhân đang cần sự giúp đỡ. Hiến máu nhân đạo luôn là một nghĩa cử tốt đẹp rất đáng được nhân rộng để giúp đỡ những người kém may mắn, thể hiện tinh thần nhân văn nghĩa cử cao đẹp biết hy sinh san sẻ vì cộng đồng. Các chuyên gia cho biết một túi máu được sản xuất thành 3 chiếc phẩm máu, bởi vậy chỉ cần một lần hiến máu bạn đã giúp được hẳn 3 người. Do đó, đừng ngần ngại tham gia vào hoạt động cao đẹp này.